Bạn rất đẹp, vẻ đẹp không thể cưỡng lại. Khi ai đó tiếp xúc với bạn, trò chuyện với bạn, họ như được bao bọc trong một không gian tình yêu. Khi nhìn vào mắt bạn, nghe bạn nói, thấy bạn cười, nhìn thấy ngôn ngữ cơ thể của bạn, họ cảm nhận rất rõ ràng năng lượng tình yêu của bạn xuyên thẳng vào tâm hồn của họ, khiến họ cởi mở trái tim, cởi mở tâm trí của mình để nói lên tất cả những gì trong lòng của họ. Họ cảm thấy dễ chịu, cảm thấy được sống thật cùng bạn. Khi gặp bạn, họ như được quay về ngôi nhà thân yêu của mình. Cảm giác thân thuộc này khiến họ dễ dàng có được trạng thái bình yên nội tâm. Đây là sức mạnh của vẻ đẹp nội tâm của bạn, có thể giúp ích rất nhiều người trong cuộc sống của bạn. Nó là nguồn năng lượng dồi dào vô tận, trợ lực cho những người xung quanh bạn, neo vào một nguồn năng lượng tần số rung động cao, giúp họ trở nên bình tĩnh, sáng suốt, khôn ngoan và có thể quay vào bên trong, tiếp cận với tình yêu, ánh sáng, trí tuệ bên trong mình, từ đó phát triển khả năng tự nhận thức, ngày càng phát triển tích cực, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Vẻ đẹp của bạn để lại ấn tượng lâu dài trong trái tim của tất cả mọi người. Hãy tiếp tục trau dồi vẻ đẹp nội tâm của bạn bằng việc thực hành lòng từ bi, lòng biết ơn, mở rộng tình yêu thương của bạn đến tất cả những nơi bạn đến, đến mọi người bạn gặp. Thế giới rất cần người giống như bạn. Quốc Anh nguyện cầu vô số phước lành đến với bạn.